Các bạn đang nghe truyện tiên công khai vật trên kênh TV Audio CV. Chương 639, Thiếu niên Kiêu Hùng, 1. Lưu Chân tìm đến Tôn Liệt, hỏi thăm về Ninh Truyết Người hỏi Ninh Truyết à. Hiện giờ trong Hỏa Thị Tiên Thành này, có ai mà không biết đến hắn chứ? Tôn Liệt hơi kinh ngạc, nhưng vẫn trả lời Lưu Chân. Không biết quý phái nghe danh Ninh Truyết từ đâu, lại vì sao muốn tìm hiểu tình hình của hắn. Tôn Liệt cảm thấy hiếu kỳ. Lưu chân bè nói rõ ngọn nguồn, vốn dĩ chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Hơn nữa, hắn rất tin tưởng Tôn Liệt, người đã cứu mạng mình. Nghe xong, Tôn Liệt ngạc nhiên nói, thì ra là vậy, Ninh Chuyết đã rời khỏi hỏa thị tiên thành, ra ngoài du lịch rồi. Chẳng trách gần đây hắn luôn bế quan tu luyện, rất lâu rồi không lộ diện. Lúc ấy Ninh Chuyết rời đi một cách bí mật, sử dụng cơ quan tạo vật vạn lý du long. Trong toàn bộ hỏa thị tiên thành, chỉ có các tu sĩ cấp cao mới biết được bí mật này tôn liệt hiển nhiên không nằm trong số đó lưu chân chấp tay thi lễ kính xin tôn đại sư nói rõ hơn về ninh chuyết tôn liệt nói nói đến ninh chuyết này quả thật là một thiếu niên anh hùng phi thường xuất chúng trước kia cha mẹ hắn tôn liệt giới thiệu một hồi lưu chân im lặng hồi lâu hắn tin tưởng những gì tôn liệt nói đều là sự thật dù sao đối phương cũng không cần phải lừa gạt hắn hơn nữa những chuyện này hắn có thể dễ dàng dò la được từ miệng người khác nếu đã như vậy ninh triết này quả là kinh người thật sự rất cố gắng hiện tại mặc dù ninh triết không có mặt trong hỏa thị tiên thành nhưng đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của mọi người càng nói càng hăng say bởi vì tuy xuất thân từ đại gia tộc nhưng trước kia hắn rất tầm thường từng phải chịu đựng rất nhiều ánh mắt khinh miệt lời chỉ trích nặng nề cũng chẳng có gì nổi bật chỉ là nhân lúc dung nham tiên cung xuất thế hắn mới từng bước vươn lên dần dần bộc lộ tài năng, cuối cùng thành công phân gia, thay thế trịnh gia, trở thành tộc trưởng phân gia của ninh gia. Người dân trong thành không biết rõ nội tình của dung nham tiên cung, nhưng sự tồn tại của phân gia ninh gia vẫn luôn âm thầm chứng minh cho tất cả mọi người, thành tựu mà ninh chuyết đạt được, thành tựu như vậy, ngay cả người trung niên cũng hiếm có được. Vậy mà Ninh Chuyết chỉ là một thiếu niên 16 tuổi. Thành công của Ninh Chuyết đã khích lệ rất nhiều người trẻ tuổi nó khiến cho đại đa số người dân tầng lớp dưới cùng nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân thành công của ninh triết cũng chính là khát vọng trong lòng họ bởi vậy vô hình trung ninh triết đã trở thành thần tượng của người dân hỏa thị ninh triết xuất thân như vậy thường xuyên bị người ta khinh thường cũng chỉ mới gần đây được kim đan lão tổ trong tộc ưu ái hắn làm cách nào mà làm được như vậy phân gia là chuyện rất kiên kỵ mà lưu chân cảm thấy hiếu kỳ đồng thời cũng khó có thể tin được Ninh Chuyết làm sao có thể phân chia gia tộc? Chi chính của Ninh Gia đã xảy ra chuyện gì? Không ngăn cản sao? Chẳng phải Ninh Gia có kim đan lão tổ sao? Cứ thế trơ mắt nhìn hắn phân gia, lưu chân ý thức được, sự việc không hề đơn giản như bề ngoài. Chắc chắn Ninh Chuyết đã âm thầm đạt thành một số thỏa thuận ngầm với kim đan lão tổ Ninh tự phạm và chi chính của Ninh Gia, lưu chân suy nghĩ một chút, hỏi tôn liệt. Như vậy, đối với phân gia của Ninh Gia, các thế lực khác trong hỏa thị tiên thành đối đãi như thế nào tôn liệt mỉm cười người hỏi rất hay những chuyện khác ta không nói chỉ nói đến chuyện xảy ra trong bữa tiệc mừng phân gia của ninh chuyết nghe xong lưu chân vô cùng kinh ngạc ninh chuyết chỉ là một trúc cơ tu sĩ vậy mà ngày phân gia lại có thể khiến cho hai vị kim đan tu sĩ là phí tư chu lộng ảnh đích thân đến chúc mừng hơn nữa còn có cả chu hậu thành viên của vương thất cũng có mặt kim đan tu sĩ tống phúc lợi của vân thương kiếm phái vốn có hiềm khích với ninh chuyết ngày hôm đó muốn nhân cơ hội gây sự kết quả bị mấy phong thư khuyên nhủ đành phải ngậm ngùi bỏ đi điều này chứng tỏ điều gì lưu chân đã hiểu rõ điều này chứng tỏ thế lực mới mà ninh chuyết tạo dựng đã hoàn toàn được các thế lực lớn trong hỏa thị tiên thành công nhận họ tán thành đến mức thậm chí còn bằng lòng ra mặt khuyên nhủ tống phúc lợi như vậy có thể thấy tương lai của phân gia ninh gia nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ tên nhóc ninh chuyết này thật lợi hại ban đầu Lưu Chân cứ tưởng Ninh Chuyết chỉ là một công tử bột được trưởng bối bao bọc. Không ngờ hắn gần như là một tay gây dựng sự nghiệp, tạo dựng nên cơ đồ của phân gia, Tôn Liệt lộ vẻ thần bí, nói với Lưu Chân, nghe đồn, Ninh Chuyết thậm chí còn đóng vai trò rất quan trọng trong trận chiến sinh tử ở Dung Nham Tiên Cung. Thật sao? Lưu Chân nghiêm túc lắng nghe, trong lòng dâng lên đủ loại suy đoán. Quả là lợi hại. Lưu Chân không khỏi cảm thán. Đương nhiên, hắn không thể chỉ tìm hiểu tin tức từ một mình tôn liệt hắn rời khỏi tử dương biệt viện đi khắp nơi trong hỏa thị tiên thành tìm kiếm tin tức những thông tin này cũng không khác biệt lắm so với những gì tôn liệt nói lưu chân đến địa chỉ cũ của trịnh gia nhìn thấy tấm biển hiệu của ninh gia trong lòng tràn đầy cảm khái tuy ninh trước tuổi còn trẻ nhưng tuyệt đối không đơn giản nhìn lại quá trình lập nghiệp của hắn lúc còn nhỏ bị hà khắc bị người ta coi thường nhưng lại nắm chắc cơ hội ở dung nham tiên cung không ngại thân phận đại tộc tử đệ cam tâm là một chủ chợ đen trở thành quân cờ của phủ thành chủ hắn rất giỏi lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình trong quá trình trưởng thành hắn đã lợi dụng rất nhiều tài nguyên của chu gia trịnh gia thậm chí là cả phủ thành chủ hắn còn phát động nội bộ gia tộc lật đổ thiếu tộc trưởng của chi chính thủ đoạn đấu tranh cũng vô cùng sắc bén nói hắn là thiếu niên anh hùng chi bằng nói hắn là một thiếu niên kiêu hùng thì đúng hơn đối với nhân vật như vậy tuyệt đối không thể xem thường. Phải đề phòng hắn mượn gió bẻ măng. Lưu chân lúc này vẫn chưa biết, tiểu sư muội của mình đã bị giam lỏng vì giúp đỡ ninh triết quá nhiều. Hắn che giấu suy nghĩ trong lòng, chủ động đi đến cổng chính của phân gia ninh triết. Đối mặt với tu sĩ canh cổng, hắn nói thẳng, ta là tán tu, nghe nói nơi này đang tuyển người làm, tên canh cổng đánh giá hắn một lượt, muốn làm công, mời đăng ký trước, sẽ có người dẫn ngươi đi, đừng có đi lung tung trong tộc địa của ninh gia chúng ta, nếu không tự ý gánh lấy hậu quả lưu chân cũng không định đi lung tung dù sao thực lực của hắn đã bị suy yếu rất nhiều hiện tại chỉ là mới khỏi bệnh nặng lần này hắn chỉ muốn mượn cơ hội xin việc trà trộn vào phân gia ninh gia để tự mình thăm dò hư thực không lâu sau lưu chân cùng với những tu sĩ xin làm công nhật khác được đưa vào một phòng luyện khí trong phòng luyện khí rất nhiều lò luyện đang hoạt động ngày đêm không ngừng theo sự sắp xếp của đốc công Lưu Chân đi đến vị trí của mình, bắt đầu làm việc. Chỉ nửa ngày trôi qua, thể chất vốn đã yếu ớt của hắn không thể chịu đựng nổi, suy yếu đến mức hoa mắt chóng mặt. Lượng công việc lớn quá, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Lưu Chân mặt mày ủ rũ, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Hắn không thể tiếp tục làm việc, chỉ muốn ngã quỵ xuống. Hắn nói chuyện với Đốc Công. Đốc Công đã sớm bất mãn với hiệu suất của hắn, cái thân thể này của ngươi có phải chưa từng trải qua rèn luyện không vậy? Lưu chân thở dài, ta thật sự không ngờ, công việc lại nặng nhọc như vậy, đốc công lắc đầu, nếu không thì tại sao ninh gia lại trả cho chúng ta mức lương cao như vậy? Muốn kiếm được số tiền này, quả thực có chút khó khăn đối với ngươi. Đi đi đi. Ngươi không làm được, thì có rất nhiều người khác muốn làm. Đang nói chuyện, một gã tu sĩ cục một tay bước tới, gằn giọng, tại sao sản lượng của phòng số 3 các ngươi lại thấp nhất trong tất cả các phòng luyện khí? Các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Có biết chúng ta đang gấp rút không? Số ngọc nhượng huyền cương này còn chưa luyện chế xong, tiếp theo còn rất nhiều. Kho hàng của gia tộc sắp chất đống đến nơi rồi, đốc công phất tay đuổi lưu chân đi, không thèm để ý đến hắn nữa, chạy đến trước mặt gã tu sĩ cục tay, cúi đầu khom lưng liên tục xin lỗi. Gã tu sĩ cục tay này không phải ai khác, chính là một trong những người bán hàng rong ở chợ đen, độc tí tượng. Kể từ khi Ninh Chuyết thành lập phân gia, liền mời hắn đến, để hắn tạm thời đảm nhiệm chức vụ tổng quản luyện khí của phân gia. Độc tí tượng rất thích công việc này, luôn tràn đầy nhiệt huyết. Lưu chân rời khỏi tộc địa của phân gia ninh gia, trong lòng đã rõ ràng, phân gia tuy mới thành lập, nhưng gia phong rất tốt, làm việc vô cùng hăng say. Ngay cả độc tí tượng, vốn là khách khanh bên ngoài, cũng coi đây là sự nghiệp của mình mà làm việc. Lúc Lưu chân chuẩn bị ra khỏi cổng lớn, vừa hay có một nhóm thiếu niên tu sĩ, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, bước vào tộc địa lưu chân tinh ý quan sát thấy nhóm tu sĩ này tuy tuổi còn trẻ nhưng khí độ bất phàm thái độ của tộc nhân ninh gia đối với bọn họ cũng rất cung kính ngưỡng mộ các thiếu niên tu sĩ còn mang theo một số bộ phận yêu thú trên người còn lưu lại sát khí và chiến ý nồng nặc chắc là vừa đi săn trở về lưu chân bèn hỏi thăm tên canh cổng mới biết được thân phận của nhóm người này hầu hết đều là bạn học cùng lớp với ninh chuyết đặc biệt là Ninh Dũng và Ninh Trầm dẫn đầu, đã đi theo Ninh Chuyết từ trước khi phân gia. Họ được Ninh Chuyết quan tâm chăm sóc nhiều lần, hiển nhiên, trong lòng Ninh Chuyết, tình bằng hữu giữa ba người bọn họ là sâu đậm nhất. Thì ra là người tâm phúc của Ninh Chuyết, trụ cột tương lai của gia tộc. Nhưng tu vi của bọn họ đều rất yếu, tại sao lại đi sang những con yêu thú trúc cơ kỳ, lưu chân nghi hoặc, tiếp tục hỏi thăm. Câu trả lời khiến hắn chấn động trong lòng. Thì ra theo thỏa thuận của Tam Gia, trong phân gia của ninh triết có một lượng lớn tu sĩ nắm giữ chức vụ quan trọng trong dung nham tiên cung nhờ vào những chức vụ này họ có thể mượn uy thế của tiên cung để hỗ trợ săn bắn nói như vậy phân gia ninh gia cũng có quyền kiểm soát nhất định đối với dung nham tiên cung phát hiện ra điểm này lưu chân càng thêm coi trọng phân gia ninh gia phân gia ninh gia luyện khí quy mô lớn kinh doanh loại hình này hiệu quả và lợi ích chắc chắn sẽ không tệ ngọc nhượng huyền cương tại sao phân gia ninh gia lại đột nhiên hợp tác quy mô lớn như vậy với ngọc cương sơn phân gia ninh gia kiểm soát dung nham tiên cung điều này khiến họ có chỗ dựa vững chắc trong tầng lớp quyền lực chỉ cần những chức vụ này còn địa vị của họ sẽ không bị lung lay ngược lại chi chính của ninh gia lại có rất ít người nắm giữ chức vụ trong tiên cung so sánh hai bên kết quả vô cùng rõ ràng phân gia ninh gia dựa vào hỏa thị sơn tiếp quản cơ nghiệp của trịnh gia quan hệ với các thế lực khác trong thành đều rất tốt phát triển nhanh chóng và ổn định lưu chân không khỏi cảm khái hắn vô cùng hâm mộ ninh triết đây mới là sự nghiệp của nam nhi ta lớn tuổi hơn hắn so với hắn chẳng khác nào sống ổn những năm tháng qua lưu chân nghĩ đến đây trong lòng không khỏi chạnh lòng hắn nén lại sự thất bại ghi lại những thông tin mình đã thu thập được vào ngọc giảng trước tiên gửi đi qua trạm dịch chuyển của nam đậu quốc sau đó hắn cùng tôn liệt lên đường trở về vạn dược môn Đại tranh phong, phía sau núi, vạn yêu động. Đại sư Huynh. Đại sư Huynh. Chúng ta tới thăm Huynh. Một đám người đứng trước cửa hang gọi lớn. Mấy hơi thở sau, thanh âm lệnh hồ tử truyền đến, vào đi. Lấy lao đức cầm đầu, một đám sư Huynh đệ tràn vào vạn yêu động, nhao nhao hướng lệnh hồ tử thi lễ. Đại sư Huynh, Huynh ở đây có khỏe không? Lao đức lên tiếng trước lệnh hồ tử nhún vai mọi chuyện đều tốt các đệ cũng biết đấy ta đối với hoàn cảnh nơi này sớm đã thành thói quen ta lo lắng ngược lại là tiểu sư muội muội ấy vốn tính tình hoạt bát nay bị phạt cấm túc trong phòng e là bị đè nén đến phát điên mất các sư huynh đệ nghe vậy đều thở dài người nọ một lời kẻ kia một câu đúng vậy ta cũng lo lắng cho tiểu sư muội giống đại sư huynh hôm qua ta mới tìm được sáu con âm phù cổ độc bỏ vào trong một cái chung nhỏ nhờ nha hoàng thân cận đưa vào cho muội ấy chơi ồ ta hôm trước vừa đưa vào một con rối cơ quan ta đến xin sư phụ tha cho tiểu sư muội kết quả bị mắng cho một trận té tác tình cảm giữa đám sư huynh đệ rất tốt bởi vì lúc trước lâm bất phàm thu nhận đồ đệ cố ý lựa chọn những đứa trẻ tuổi tác xấp xỉ nhau để chúng cùng nhau trưởng thành bởi vậy tình nghĩa giữa bọn họ rất sâu đậm lao đức chuyển chủ đề theo ta thấy tiểu sư muội lần này làm quá phận rồi cái tên ninh tuyết kia không biết cho muội ấy uống bùa mê thuốc lúa gì mà lại khiến muội ấy ra sức tương trợ như thế đại sư huynh mấy huynh đệ chúng ta đã góp tiền trả hết nợ cho tiểu sư muội rồi nhưng tên ninh tuyết kia cũng không thể bỏ qua phải cho hắn một bài học nhớ đời nếu không mọi người sẽ bất bình mất chủ đề vừa nhắc đến ninh tuyết lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người đúng vậy đúng vậy tên ninh tuyết kia quá đáng ghét chỉ vào vẻ ngoài đẹp đẽ miệng lưỡi ngọt ngào lừa gạt tiểu sư muội của chúng ta chúng ta tốn bao nhiêu công sức kết quả để hắn chiếm hết chỗ tốt thật sự không thể chấp nhận được đại sư huynh trong số chúng ta chỉ có huynh là xứng với tiểu sư muội nhất những kẻ khác chúng ta không đồng ý chỉ tán thành huynh thôi đúng vậy đại sư huynh đại sư huynh chúng ta bàn bạc rồi nếu tự mình ra tay đối phó nên chuyết thì ảnh hưởng không tốt chi bằng mượn danh nghĩa môn quy xúi dục những tu sĩ ngoại trú khác đi gây phiền toái cho hắn. Huynh không biết đâu, tiểu sư muội bị cấm túc, mỗi ngày đều buồn bực ủ ê, tên kia lại như không có việc gì, vứt tiểu sư muội ra sau đầu, chỉ lo cùng tên hàng châu kia luận bàn võ nghệ, sống rất thoải mái, lệnh hồ tửu nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, lắc đầu cự tuyệt, không thể làm như vậy. Thiên hạ không có bức tường nào chắn được gió, các đệ muốn xúi dục tu sĩ khác đối phó nên chuyết, sẽ gây tổn hại rất lớn đến danh dự của vạn dược môn chúng ta nếu chuyện này truyền ra ngoài, tâm huyết mà vạn dược môn chúng ta dày công gây dựng bấy lâu nay sẽ mất hơn phân nữa. vì tư lợi cá nhân mà vứt bỏ thanh danh của cả môn phái, há là điều chúng ta nên làm? các sư huynh đệ nghe vậy đều im lặng, đưa mắt nhìn nhau. lao đức không cam lòng nói: vậy đại sư huynh, chúng ta cứ để mặc cho ninh triết kia chiếm tiện nghi như vậy sao? gần đây tu vi hắn tăng tiến rất nhanh, nhưng tài nguyên tu luyện đó đều là tiền túi của chúng ta à? chúng ta chỉ cần lộ ra một chút ý muốn những tu sĩ ngoại trú kia sẽ như mèo ngửi thấy mùi tanh chủ động bám lấy chúng ta cam tâm tình nguyện giúp chúng ta đối phó nên triết. còn chuyện giữ bí mật chỉ cần ký kết khế ước là được lệnh hồ tử thở dài nhân tâm dễ thay đổi bây giờ bọn họ có thể cuồng nhiệt phụ thuộc chúng ta thì tương lai cũng có thể căm hận chúng ta ngược lại những người từ đầu đến cuối giữ thái độ bình thản thì tâm tính lại càng đáng tin hơn hành động lén lút như vậy, không phải là tác phong đường đường chính chính của chúng ta, không cần phải nghĩ nữa. Ta rất tò mò về vị bằng hữu ninh chuyết kia, đợi sau này ta ra ngoài, nhất định phải tự mình gặp mặt hắn một lần. Lao Đức thở dài, đã vậy thì đành để đại sư huynh tự mình xử lý vậy. Các sư huynh đệ lại nói chuyện phím một lúc, sau đó lần lượt cáo từ. Rời khỏi đại tranh phong, những sư huynh đệ khác mới bất bình lên tiếng, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như vậy, đại sư huynh đã nói vậy rồi, chúng ta đành làm theo thôi. Đại sư huynh còn bị cấm túc ít nhất là một tháng nữa, đến lúc đó, canh cá đã nguội rồi. Nói không chừng ninh chuyết kia đã cao chạy xa bay, nói hắn tham lam thì cũng thôi đi. Mấu chốt là hắn dám lừa gạt tình cảm của tiểu sư muội, lợi dụng tiểu sư muội, chuyện này có thể nhịn sao? Lao Đức mỉm cười, đại sư huynh chỉ là lo lắng, chúng ta sẽ làm hỏng danh dự của vạn dược môn. Vậy chúng ta sẽ không ra mặt, cũng không tự mình đi nói chuyện với những tu sĩ ngoại trú kia, thậm chí là ám chỉ cũng không cần. Chúng ta chỉ cần tung tin đồn. Ta nghe nói, Ninh Chuyết leo lên quá nhanh, ban đầu hắn chỉ hơn 200 hạng, bây giờ đã nhảy lên tốt 10. Lần trước giao đấu, hắn thắng thường diễn rất nhanh, có thể nào là thực lực thật của hắn, ta tin chắc, không ít người hoài nghi giống chúng ta đâu, chúng ta chỉ cần tung ra một chút tin đồn, chắc chắn sẽ khiến những người khác chủ động khiêu chiến Ninh Chuyết những người còn lại nghe vậy hai mắt sáng lên nhao nhao tán thưởng hay kế hay biện pháp này tốt chúng ta không cần ra mặt chỉ đứng xem náo nhiệt thôi cho dù bị điều tra cũng không tra được đến chúng ta tiểu tranh phong diễn võ trường ninh chuyết và hàng châu đang luận bàn nhưng khác với trước đây lần này hàng châu lại rơi vào thế hạ phong còn ninh chuyết thì luôn chiếm thế thượng phong Nguyên nhân là do bên cạnh Ninh Chuyết có rất nhiều cánh tay và chân cơ quan đang lơ lửng. Những cánh tay này và cả phù du thủ đều có thể tự do bay lượn giữa không trung. Ninh Chuyết điều khiển chúng, vừa thi triển sương đóng quyền, vừa dùng chân cơ quan thi triển lão hàng thối. Nếu chỉ phải đối phó với hai tay, hai chân thì hàng châu còn đỡ. Nhưng vấn đề là, hắn phải đối mặt với 10 cánh tay và 10 cái chân cùng tấn công, hàng châu bị vây đánh tứ phía, chỉ có thể liên tục lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách tìm kiếm sơ hở nhưng hắn kinh ngạc phát hiện kỹ thuật điều khiển cơ quan của ninh triết cực kỳ cao siêu thao túng những cánh tay và chân cơ quan này vừa tự nhiên vừa chặt chẽ phối hợp nhịp nhàng không hề lỗ hổng ngươi dừng tay dừng tay đã hàng châu bị vây đánh đến mức không chịu nổi đành phải vội vàng hô ngừng ninh triết vẫn chưa thỏa mãn hàng châu huynh ta vẫn chưa điều khiển thành thạo cảm giác vẫn còn rất nhiều chỗ cần cải thiện có lẽ có thể mượn những cơ quan này thi triển ra những chiêu thức khổ hàng khác nữa hàng châu nghe vậy khóe miệng giật giật hắn tháng phục nói ninh triết đạo hữu ta chưa từng nghĩ tới kỹ thuật điều khiển cơ quan của ngươi lại lợi hại như vậy so với võ công của ngươi à không so với cả ngũ hành pháp thuật của ngươi còn lợi hại hơn hàng châu từng du lịch khắp nơi kiến thức rộng rãi sau khi tự mình giao thủ với ninh triết lĩnh hội kỹ thuật cơ quan của hắn hắn lập tức thay đổi cách nhìn nhận và đánh giá về ninh triết hóa ra ninh chuyết đạo hữu dấu nghề sở trường thật sự của hắn không phải là ngũ hành pháp thuật điều này hoàn toàn khác với những lời đồn đại bên ngoài nếu vậy hàng châu huynh hãy nghỉ ngơi một lát chúng ta luyện tập tiếp ninh chuyết mỉm cười hiền hòa hàng châu không muốn luận bàn nữa nhưng dưới nụ cười ngã phật tâm ma ấn của ninh chuyết hắn đành gật đầu đồng ý nhìn ninh chuyết một mình điều khiển đám tay chân cơ quan kia nghiêm túc luyện tập thỉnh thoảng lại nhíu mày suy tư hàng châu không khỏi dâng lên một tia chờ mong mong chờ một ngày nào đó ninh triết sẽ dùng thực lực thật sự của mình khiến những kẻ tung tin đồn nhảm kia phải câm nín ha 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 nghĩ đến đó hắn không nhịn được cười thành tiếng ninh triết nghe thấy tiếng cười của hàng châu trong lòng cũng dâng lên một ti vui vẻ hàng châu huynh ở chung với ta rất hòa hợp lúc trước gặp hắn hắn lúc nào cũng u sầu bây giờ thì tâm tình thoải mái hơn nhiều mỗi ngày đều cười nói vui vẻ cảm giác khiến người khác vui vẻ này thật sự rất tốt. Hôm nay luận bàn, rõ ràng Hàng Châu đã bị hành hạ tơi bời, Ninh Triết lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hiệu quả luận bàn rất tốt, khiến hắn vô cùng vui mừng. Hắn lưu luyến chia tay Hàng Châu, cứ như lúc trước ngày ngày ở bên Lâm Sang sang vậy. Hàng Châu xoay người đi được vài bước, bỗng nhiên dừng lại, gọi Ninh Triết. Ninh Triết đạo hữu, suýt chút nữa thì quên mất, gần đây có một số tin đồn không hay ho lắm. Chuyện gì vậy? Ninh Triết nghi ngờ hỏi. Hàng Châu nói, là về ngươi. Gần đây ngươi có phát hiện ra trên tiểu tranh phong có rất nhiều lời đồn đại bất lợi về ngươi không? Họ nói ngươi kiêu ngạo, xem thường người khác, nói thực lực của ngươi không đủ, chỉ là lúc trước may mắn thắng được thường diễn, chiếm được chiến quả. Ta đoán là do ngươi có được động phủ tốt 10 của tiểu tranh phong, khiến rất nhiều người ghen ghét. Bọn họ muốn khiêu chiến ngươi, cướp đoạt động phủ, nhưng lại sợ thất bại, cho nên mới tung ra những lời đồn đại đó, động người khác đi khiêu chiến ngươi, giúp bọn chúng thăm dò thực lực của ngươi. Ninh Chuyết nhíu mày, thì ra là vậy, Hàng Châu Huynh, đa tạ ngươi đã nhắc nhở, nếu không ta vẫn còn mơ mơ màng màng không biết gì. Ninh Chuyết chấp tay, chân thành cảm tạ. Hàng Châu thở dài, Ninh Chuyết đạo hữu, không thể chỉ lo cắm đầu vào luyện tập. Tiểu tranh phong khác với gia tộc của ngươi, rất nhiều lúc, tranh đấu không chỉ là quan minh chính đại khiêu chiến, còn có rất nhiều thủ đoạn hèn hạ khác ninh triết cao mày vậy ta nên làm gì bây giờ hàng châu cũng không có biện pháp nào tốt chỉ có thể khuyên nhủ ninh triết chú ý hơn ta nghĩ ngươi nên nhanh chóng khiêu chiến một người nào đó để lộ ra kỹ thuật cơ quan của mình như vậy sẽ không còn ai dám tung tin đồn thất thiệt về ngươi nữa đa tạ chỉ giáo ninh triết lại lần nữa chắp tay cảm tạ hàng châu rời đi trong lòng vẫn còn lo lắng cho ninh triết ninh triết dù sao cũng là công tử bột được nung chiều từ nhỏ suy nghĩ vẫn còn đơn thuần, vừa mới ra ngoài lịch lãm, chưa hiểu rõ sự hiểm ác của lòng người. từ những lời đồn đại nhảm nhí kia có thể thấy, trước kia hắn sống trong môi trường rất an nhàn, tốt đẹp. hai, nói ra thật xấu hổ. ta tiếp xúc với hắn, cùng hắn luận bàn, chẳng phải cũng là muốn cảm hóa hắn, cũng có chút lòng tốt sao? ninh triết đạo hữu đối đãi với ta thật lòng như vậy, ta làm thế này có phải là quá đáng quá không? hàng châu nghĩ đến đây trong lòng lại dâng lên một tia ấy nấy. Ninh Chuyết trở lại động phủ của mình. Tôn Linh Đồng đã đợi sẵn ở đó. Lão Đại. Ninh Chuyết thấp giọng truyền âm. Tôn Linh Đồng gật đầu với hắn, truyền âm đáp lại. Ta đã điều tra ra nguồn gốc của những lời đồn đại kia rồi. Tiểu Chuyết, ngươi đoán xem, ai là kẻ đứng sau mà giật dây hãm hại ngươi, Ninh Chuyết cười lạnh. Những lời đồn đại này xuất hiện đột ngột như vậy, chắc chắn là đám sư huynh đệ của Lâm Sang Sang muốn đối phó ta dù sao, trước đây lão đại cũng đã điều tra rồi, Lâm Sang Sang vì giúp ta bố trí linh thực khoan thuyền, đã phải vay mượn rất nhiều, trả giá đắt. Đám sư huynh đệ kia vì nàng ta trả nợ, lại làm lợi cho ta, chắc chắn bọn họ không muốn ta và Lâm Sang Sang qua lại quá gần. Hừ, lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, bọn họ muốn trả thù ta cũng là điều dễ hiểu. Tôn Linh đồng vỗ tay, chuẩn xác, lại để cho ngươi đoán trúng rồi, ha ha ha, Ninh Triết nói, việc này cũng không khó đoán, có gì đáng để kiêu ngạo. Thủ đoạn tung tin đồn nhảm của bọn họ quá vụng về, có rất nhiều chỗ có thể cải thiện. Tôn Linh Đồng gật đầu, rõ ràng là tay mơ, muốn giấu đầu hở đuôi, kết quả để lộ ra quá nhiều sơ hở. Nói về khoản tung tin đồn nhảm, Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng mới là bậc thầy. Đám sư huynh đệ kia so với bọn họ, quả thực còn non và xanh lắm. Tôn Linh Đồng nhìn Ninh Chuyết, đầy ẩn ý nói, tất cả bằng chứng liên quan, ta đều thu thập đầy đủ rồi. Chỉ cần tung ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến đối phương phải đẹp mặt, ha ha ha, Ninh Triết lắc đầu, nơi này không phải hỏa thị tiên thành, là địa bàn của người khác. Tác phong làm việc của Lâm bất phàm tuy ta có hiểu biết, nhưng cũng không nắm rõ hoàn toàn. Tùy tiện tung chứng cứ ra ngoài, đối với chúng ta không có lợi ích gì, ngược lại còn rất mạo hiểm. Ai biết được Lâm Bất Phàm có bao che khuyết điểm cho đám đệ tử kia, ra tay với chúng ta hay không, dù sao, Đám đệ tử kia đều là do ông ta thu dưỡng, tình cảm thầy trò rất sâu đậm. Ánh mắt Ninh Chuyết lóe lên một tia sắc bén, số bằng chứng này cứ giữ lại đã, tương lai có thể trở thành con bài chiến lược, nếu Ninh tự phạm lão tổ tông bị ta thuyết phục, rất có thể sẽ mang ma viên đến vạn dược môn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, Ninh Chuyết là người rất biết nhẫn nhịn. Ở Hỏa thị tiên thành, hắn đã ẩn nhẫn, ngụy trang suốt mười mấy năm đến khi ở dung nham tiên cung mới bộc lộ tài năng. Tôn Linh Đồng gật đầu, được, nghe theo lão đệ. Từ sau chuyện ở dung nham tiên cung, Tôn Linh Đồng càng thêm nể phục Ninh Chuyết, thầm khâm phục sự sâu xa, mưu lược của vị lão đệ này. Ninh Chuyết cố ý không giải thích, mặc cho những lời đồn đại bất lợi về mình tiếp tục lan truyền. Rất nhiều lời dèm pha, nghi ngờ về hắn, liên tục xuất hiện. Cuối cùng, cũng có người không nhịn được nữa, gửi thư khiêu chiến Ninh Chuyết. Ninh Chuyết lập tức đáp ứng, nhận lời khiêu chiến bí mật, dùng một hành pháp thuật cường đại đánh bại đối thủ. Không lâu sau, lại có người khiêu chiến. Ninh Chuyết lại một lần nữa dùng một hành pháp thuật giành chiến thắng, thanh danh vang xa. Các tu sĩ ngoại trú trên tiểu tranh phong dần dần nhận ra thực lực thật sự của Ninh Chuyết. Nhưng đám sư huynh đệ của Lâm Sang Sang vẫn tiếp tục khích bác, tung tin đồn, nói Ninh Chuyết thủ đoạn đơn điệu, chỉ biết dùng một hành pháp thuật, kỳ thật cũng chỉ có ba loại đó nếu có người có thể khiến hắn đoạt công thất bại hoặc là phá giải được ba loại một hành pháp thuật kia vậy khoảng cách đến chiến thắng cũng không xa luận điệu này khiến rất nhiều tu sĩ cảm thấy hưng phấn cuối cùng nó đã kích động một vị tu sĩ có thực lực tốt mười hoa cô tử nữ tu sĩ này vốn kiêu ngạo ương ngạnh trước khi gửi thư khiêu chiến đã lớn tiếng tuyên bố khắp nơi rủ rê bạn bè đến xem tạo áp lực cho ninh triết nếu ninh triết không dám nhận lời khiêu chiến chắc chắn danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trên tiểu tranh phong khiêu chiến có quy tắc riêng khi có nhiều người cùng lúc khiêu chiến một động phủ vạn dược môn sẽ xem xét quyết định cho ai khiêu chiến trước và tiến hành công khai vào ngày tiểu tranh ngoài thời gian khiêu chiến cố định này các tu sĩ có thể tự do giao đấu với nhau kể từ khi gia nhập vạn dược cốc ninh triết mới chỉ chính thức giao đấu hai lần vào ngày tiểu tranh đó là với hàng châu và thường diễn còn lại đều là tự do giao đấu nhưng đều công khai cho phép người khác đến xem lần này hoa cô tử khiêu chiến cũng vậy. Ninh Chuyết không hề do dự, lập tức nhận lời. Việc này ngay lập tức gây chấn động trên tiểu tranh phong, Ninh Chuyết là tu sĩ mới nổi, danh tiếng đang lên cao, còn hoa cô tử là cao thủ thành danh đã lâu, thực lực xếp trong top 10. Trận chiến ở đẳng cấp này, ngay cả trong ngày tiểu tranh cũng rất hiếm gặp. Mọi người đều đang đoán xem, ai sẽ giành chiến thắng. Hoa cô tử dù sao cũng là lão làng, tu vi đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, có lợi thế rất lớn so với ninh triết thường diễn chẳng phải cũng có tu vi cao hơn sao kết quả vẫn bị ninh triết dùng ba loại một hành pháp thuật kia đánh cho nằm bẹp không thể nói như vậy thường diễn am hiểu thổ hành pháp thuật bị ninh triết khắc chế còn hoa cô tử cũng am hiểu một hành nói về khoản đoạt công hoa cô tử cũng là người có kinh nghiệm dày dặn chiến đấu rất quyết đoán thế là mọi người lại bắt đầu tranh luận liệu kết quả trận chiến này có được quyết định bởi yếu tố ai đoạt được công trước hay không nguyên lai sơn phủ đệ của lâm bất phàm trong khuê phòng lâm sang sa nằm dài trên bàn tròn vẻ mặt chán nản chính giữa bàn đặt một bình hoa bên trong cắm một nhành vụ tú lan lâu như vậy rồi không biết ninh chuyết công tử thế nào lâm sang sa nhìn vụ tú lan trong lòng thầm nhớ đến chàng trai áo trắng năm nào tiểu thư ăn cơm nha hoàng thân cận bưng hộp cơm bước vào Lâm Sang Sang ăn cơm trưa thịnh soạn, nhưng lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Nha Hoàng hiểu rõ tâm tư tiểu thư nhà mình, lo lắng khuyên nhủ: Tiểu thư, người gầy đi nhiều rồi, đừng như vậy nữa. Hay là nghĩ đến chuyện khác đi à? Lâm Sang Sang nghe vậy, sắc mặt ảm đạm, ánh mắt vô hồn. Nàng vốn tính tình hoạt bát, bị nhốt trong phòng quả thật rất khó chịu. Nha Hoàng thấy vậy, không đành lòng, buộc miệng nói: Nô tỳ có tin tức mới nhất về Ninh Triết công tử đây. Lâm sang sa như bị điện giật, lập tức hoàng hồn, hai mắt sáng lên. Mau nói, có phải hắn lại bị người ta khiêu chiến không? Hừ, đám tu sĩ ngoại trú kia, có mấy kẻ là đối thủ của hắn, toàn lũ gà đất chó sành. Nhà hoàng thở dài, nhưng lần này, đối thủ không tầm thường đâu. Bây giờ cả tiểu tranh phong đều xôn xao, ai cũng chú ý đến trận chiến này. Lâm sang sang biến sắc, là ai? Lại vô ảnh? Hay là trịnh tinh trần, nhà hoàng lắc đầu, là hoa cô tử là nàng ta lâm sang sang thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại nhíu mày hoa cô tử tu luyện công pháp một hành thời gian nghiên cứu một hành pháp thuật còn lâu hơn ninh triết công tử lại thường xuyên sử dụng chiến thuật đoạt công quả thật có thể uy hiếp đến hắn bây giờ phải làm sao đây lâm sang sang lộ vẻ lo lắng nha hoàng thấy vừa nhắc đến ninh triết lâm sang sang đã không còn thiết ăn uống thầm hối hận bèn khuyên nhủ tiểu thư người ăn nhiều một chút có sức khỏe thì đầu óc mới minh mẫn, mới có thể nghĩ cách giúp Ninh Chuyết công tử. Lâm Sang Sang gật đầu, ngươi nói đúng. Nàng cố gắng ăn nhanh hơn, cảm giác ngon miệng hơn hẳn. Đang lúc nha hoàng âm thầm vui mừng, Lâm Sang Sang bỗng nhiên dừng lại, trong ngũ hành, kim khắc một, một sinh hỏa. Nếu Ninh Chuyết công tử sử dụng kim hành tấn công, hỏa hành phòng ngự, chắc chắn sẽ có lợi thế hơn. Ngộ pháp đồ, hắn cần ngộ pháp đồ, với ngộ tính của hắn, trước khi trận chiến diễn ra hoàn toàn có thể lĩnh ngộ được hỏa hành kim hành công kích chi thuật nhưng bây giờ ta đang bị cấm túc còn ai có thể giúp hắn đây hàng châu ư tên kia nghèo rất mồng tơi không trông cậy được tiểu cúc ngươi phải giúp ta lâm sang sang đột nhiên đứng bật dậy đi đến trước mặt nha hoàng hai tay nắm chặt vai đối phương ánh mắt tràn đầy kiên định nha hoàng tiểu cúc lập tức tái mặt lắp bắp nói tiểu tiểu thư người quên rồi sao người bị cấm túc là vì cái gì lần trước người đã giúp ninh triết công tử rất nhiều ngay cả việc tu luyện cũng chậm trễ lần này người còn muốn giúp hắn sao lâm sang sang lắc đầu lần trước là ta xúc động gần đây ta đã suy nghĩ rất nhiều cũng cảm thấy mình đã làm quá phận ta chưa từng oán trách phụ thân lần này bị cấm túc là ta đáng đời các sư huynh đã giúp ta trả nợ sau này ta có tiền nhất định sẽ trả lại cho bọn họ tất cả đều là chuyện nhỏ gần đây không được gặp ninh chuyết cũng không bị ngã phật tâm ma ấn ảnh hưởng lâm sang sang đã lấy lại được sự bình tĩnh trong trạng thái bình tĩnh nàng cũng tự kiểm điểm lại bản thân nhận ra lỗi lầm của mình lúc trước quả thật là ta quá vội vàng lâm sang sang không nghi ngờ gì khác chỉ cảm thấy là do bản thân xúc động nhưng lâm sang sang khi bình tĩnh lại vẫn muốn giúp đỡ ninh chuyết người cứ nói là công pháp của ta đang gặp vấn đề cần lĩnh hội thêm vài tấm ngộ pháp đồ về kim hành, hỏa hành. Lâm sang Sang nghĩ ra cách. Tiểu cúc trợn tròn mắt, tiểu thư, người thật sự muốn làm vậy sao, nàng ta do dự một chút, rồi nói, vậy đại sư huynh thì sao, so với ninh Chuyết, Tiểu Cúc và các sư huynh đệ khác đều biết rõ tâm ý của lệnh hồ tủ dành cho Lâm Sang Sang, chỉ có Lâm Sang Sang là không hề hay biết. Nghe vậy, Lâm Sang Sang sáng mắt ra, hưng phấn ôm chầm lấy Tiểu Cúc, hôn chụp lên trán nàng ta một cái. Đúng rồi, sao ta không nghĩ ra nhỉ ta đi cầu xin đại sư huynh bây giờ ai cũng biết ninh triết công tử sẽ giao đấu với hoa cô tử nếu ta trực tiếp yêu cầu ngộ pháp đồ về kim hành hỏa hành chắc chắn sẽ bị các sư huynh và phụ thân phát hiện dễ dàng bị ngăn cản chi bằng ta nhờ đại sư huynh ra mặt tiểu cúc ngươi thật sự là bạn tốt của ta đa tạ ngươi đã nhắc nhở tiểu cúc vội vàng lắc đầu mồ hôi lạnh túa ra tiểu thư tiểu thư người hiểu lầm rồi ý ta không phải vậy lâm sang sang không để ý đến nàng ta ánh mắt tràn đầy chờ mong đại sư huynh luôn rất quan tâm ta tuy có hơi lười biếng nhưng tấm lòng rộng lượng hay tha thứ cho người khác các sư huynh khác đều có thành kiến với ninh triết công tử chỉ có đại sư huynh là không người có thể giúp ta nhất định là huynh ấy tiểu cúc trợn mắt há hốc mồm vẻ mặt không dám tin tiểu thư người nghiêm túc sao tất nhiên là nghiêm túc lâm sang sang lập tức ra lệnh cho tiểu cúc mang thư đến vạn yêu động trên đại tranh phong cầu xin lệnh hồ tử giúp đỡ là nha hoàng tiểu cúc không thể trái lời lâm sang sang chỉ đành tung lệnh trời ơi thế giới này thật điên rồ đại sư huynh tốt như vậy sao lại phải chịu khổ sở vì chuyện này chứ không trách ta không trách ta được đêm khuya tầng mây dày đặt tạm thời che khuất ánh trăng tiểu cúc vội vàng di chuyển trên con đường núi nàng cẩn thận từng ly từng tí lòng đầy thấp thỏm liên tục nhìn xung quanh nàng nâng cao chiếc đèn lồng vốn là pháp khí có tác dụng cảnh báo và dò xét bốn phía cây cối hai bên đường núi xào xạc trong gió nhẹ ngoài tiếng gió tiểu cúc chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của mình và nhịp tim đập thình thịch tiếng thác nước càng lúc càng lớn át đi những âm thanh khác chẳng mấy chốc một đầm nước sâu hiện ra trước mắt nàng tiểu cúc bước nhanh cố gắng không dừng lại bên mép nước nàng đi vào con đường núi phía sau thác nước. Tiếng thác đổ ầm ầm vang vọng bên tai, trong màn đêm càng thêm đinh tai nhức óc. Hơi nước mịt mù, rêu xanh trên vách đá và dây leo đều ướt sũng. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng hắt lên vách đá, tạo thành những chiếc bóng lay động. Tiểu Cúc tiếp tục tiến lên, nhìn thấy cửa hang vạn yêu động, trong lòng dâng lên chút vui mừng. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nhớ tới nhiệm vụ được Lâm Sang Sang giao phó, cảm giác áp lực nặng nề lại ập đến nàng đã đến cửa hang, nhưng lại chần chừ, xoay quanh một hồi mà không dám bước vào. Đúng lúc này, từ trong động truyền ra tiếng lệnh hồ tử ngâm nga say nằm giường đá gió hiu hiu, núi sâu động tối mộng mơ hồ. Tỉnh giấc trăng soi cành tùng bách, lặng nghe tiếng bước hỏi ai qua, tiểu cúc biết mình đã bị phát hiện, đành phải gắn gượng lên tiếng giới thiệu bản thân. Lệnh hồ tử đương nhiên biết rõ tiểu cúc là thị nữ thân cận của lâm sang sang, bèn gọi nàng vào. Tiểu cúc thấp thỏm bước vào trong động trong sơn động đèn đuốc lờ mờ, trên vách động mọc đầy cỏ dại, rêu phong, phản phất như đang kể về năm tháng cùng tan thương. Tiểu Cúc nhanh chóng nhìn thấy chiếc giường đá. Trên giường đá, một tu sĩ dáng người gầy gò đang nằm dựa. Hắn nằm nghi người, dáng vẻ tiều tụy, người nồng nặc mùi rượu, mắt lim diêm, toát ra phong thái ung dung, tự tại, như thể mọi ưu phiền của trần thế đều chẳng liên quan đến mình. Người đó chính là lệnh hồ tử. Hắn mỉm cười, ôn hòa hỏi tiểu cúc khi rồi còn đến tìm ta có phải tiểu sư muội muốn nhờ ta giúp đỡ gì chăng tiểu cúc hít sâu một hơi định hành lễ nhưng rồi lại kiên trì trình bày lời thỉnh cầu của lâm sang sang cho lệnh hồ tử lệnh hồ tử tiểu cúc lo lắng nhìn lệnh hồ tử lệnh hồ tử nhíu mày thở dài một tiếng bước xuống khỏi giường đá chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong động lúc này trong mắt tiểu cúc phong thái thoát tục của lệnh hồ tử như bị thế tục kéo xuống nhún bụi trần tiên khí tan biến thay vào đó là nhân tính nhìn lệnh hồ tử đang cao mày trầm tư trong lòng tiểu quốc dâng lên nhiều đồng cảm nàng thầm quyết tâm chỉ cần lệnh hồ tử có chút do dự với lời thỉnh cầu của lâm sang sang nàng sẽ lập tức quay đầu bỏ đi dù là nữ nhi nàng cũng cảm thấy việc này quá đáng và tàn nhẫn với lệnh hồ tử lệnh hồ tử dừng bước thở dài ta ở ẩn trong động đã lâu chẳng hay biết chuyện bên ngoài lần này dù tiểu sư muội không nhờ, ta cũng nên ra tay. Tiểu Cúc, ngươi hãy cầm lệnh bài của ta đến tàng thư lâu nhận lấy ngộ pháp đồ hệ kim và hệ hỏa. Chỉ cần là tu sĩ ngoại trú, ai muốn xem cũng đều được cả. Khi giao cho Ninh Chuyết, hãy nói là sư huynh vì sơ suất mà liên lụy đến sư muội, mong Ninh công tử chớ trách. Coi như vạn dược môn chúng ta mượn ngộ pháp đồ này để tạ lỗi. Tiểu Cúc vẻ mặt đầy nghi hoặc, không hiểu tại sao lệnh hồ tử lại nói như vậy. Lệnh hồ tử mỉm cười, phất tay. Sau khi trở về, hãy nói với tiểu sư muội lần này không cần nàng phải chi trả bất kỳ chi phí nào, ta là đại sư huynh sẽ lo tất cả. Ngươi hãy đi vào sáng sớm mai, việc này nhất định phải làm cho xong. Sau khi trở về, hãy báo cáo lại cho ta. Vâng, tiểu cúc hiểu rồi. Mang theo trong lòng muôn vàng suy tư, tiểu cúc cầm lệnh bài trở về nguyên lai sơn. Cặp lâm sang sang, nàng thuật lại toàn bộ những gì lệnh hồ tửu đã dặn dò lâm sang sang sau thoáng ngạc nhiên liền giảng mày thấu hiểu mọi chuyện thì ra là vậy tiểu thư rốt cuộc là sao à tiểu cúc không thể hiểu nổi bí ẩn trong đó lâm sang sang bèn giải thích có lẽ lao đức và những sư huynh đệ kia đã đứng sau giật dây tạo nên làn sóng phản đối ninh chuyết công tử khiến nhiều tu sĩ đến khiêu chiến hắn đại sư huynh biết chuyện này nên mới bảo ngươi làm vậy là muốn thay mặt vạn dược môn xin lỗi ninh triết công tử. Hả? Đường đường là vạn dược môn, tại sao phải xin lỗi một người ngoài? Nghe xong, tiểu cúc cảm thấy khó tin, trong lòng vẫn còn rất nhiều ấm ức thay cho lệnh hồ tử. Lâm sang sang lắc đầu. Nàng từ nhỏ đã được dạy dỗ bài bản, tầm nhìn và kiến thức tự nhiên khác với những nhà hoàng bình thường. Đại sư Huynh làm vậy là đúng. Tu sĩ ngoại trú là nét đặc sắc của vạn dược môn, cũng là một trong những nguồn thu chính của môn phái. Nếu chuyện này bại lộ, hậu quả đối với vạn dược môn là không lường. Đại sư huynh đã muốn gánh vác, vậy cứ để huynh ấy làm. Là đại sư huynh của vạn dược môn, huynh ấy nên làm như vậy. Lúc này tiểu cúc mới hiểu rõ ngọn ngành. Ngày hôm sau, nàng dậy từ sớm. Đầu tiên, nàng dùng lệnh bài của lệnh hồ tử, tiêu tốn một khoảng lớn điểm cống hiến để nhận lấy ngộ pháp đồ hệ kim và hệ hỏa. Sau đó, nàng mang theo những thứ này, bước vào truyền tống trận, trực tiếp đến tiểu tranh phong. Nàng che giấu dung mạo, ăn mặc giản dị, trực tiếp tìm đến động phủ của Ninh Chuyết, truyền tin xin được gặp. Ninh Chuyết đang tu luyện tam công trong động, nghe tin liền lập tức truyền âm cho Tiểu Cúc vào. Tiểu Cúc vừa ngồi xuống trong phòng khách, liền nghe thấy tiếng bước chân, sau đó nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú điềm đạm bước đến. Tiểu Cúc hai mắt sáng lên, chỉ thấy Ninh Chuyết mặt trường bào trắng muốt như mây ngũ quan hắn túng tú đôi mắt đen trắng rõ ràng trong veo như nước hồ thu toát lên vẻ chân thành hắn mỉm cười ôn hòa như gió xuân khiến người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm khó trách tiểu thư lại có hảo cảm với hắn như vậy vì hắn mà buôn ba vất vả nỗ lực nhiều đến thế tiểu cúc thầm cảm thán trước đây khi chưa tận mắt nhìn thấy ninh chuyết nàng không hiểu nổi cách làm của lâm sang sang trong lòng còn nhiều ấm ức thay cho lệnh hồ tử nhưng giờ phút này khi gặp được ninh triết nàng lại càng thêm thấu hiểu cho lâm sang sang ta cứ tưởng hắn là công tử của gia tộc tu chân thân phận tương đương với tiểu thư lại không ngờ ăn mặc giản dị như vậy thì ra tiểu thư thích kiểu người như thế này kỳ thực theo ta thấy ninh triết và lệnh hồ tử thật khó phân cao thấp tiểu cúc âm thầm so sánh hai người nàng cảm thấy lệnh hồ tử giống như làn gió mát phóng khoáng tự do ôn nhu còn ninh triết lại như ánh bình minh thuần khiết, chân thành, ấm áp. Thiếu niên áo trắng tâm tư thuần khiết như trăng tròn. Gió thanh, trăng sáng, hai phong thái, đều là bậc anh tài nhân gian. Tiểu Cúc đứng dậy, hành lễ với Ninh Chuyết, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Ninh Chuyết mỉm cười, tự mình ngồi xuống vị trí chủ tọa, ra hiệu cho Tiểu Cúc cũng ngồi. Nhưng Tiểu Cúc không ngồi xuống, ta chỉ là nha hoàng của Tiểu Thư, nào dám sánh vai cùng Ninh Công Tử lần này ta đến là để chuyển bảo vật cho công tử tiểu cúc lấy toàn bộ ngộ pháp đồ hệ kim và hệ hỏa ra đưa cho ninh chuyết ninh chuyết tò mò hỏi lâm cô nương đang bị giam cầm sao có thể cho ta mượn nhiều ngộ pháp đồ như vậy dù sao lần trước hắn mượn ngộ pháp đồ hệ một cũng chỉ có ba tấm còn lấy hai bức tranh lăng xương ngạo tuyết của mình ra để mượn lần này số lượng còn lớn hơn trước chẳng lẽ lâm sang sang sau khi bị giam cầm năng lực và thủ đoạn lại càng lớn hơn Tiểu Cúc cười nói, chính là muốn nói cho công tử chuyện này. Sau đó, nàng thuộc lại lai lịch của những tấm ngộ pháp đồ và việc lệnh Hồ Tử muốn thay mặt Vạn Dược Môn xin lỗi Ninh Triết. Ninh Triết kinh ngạc, lại còn có chuyện này nữa sao? Nói vậy, những người đến khiêu chiến ta hôm nay đều là do người của Vạn Dược Môn đứng sau giật dây sao? Thì ra là vậy, ha ha. Ninh Triết giả vờ như không biết chuyện, cười lớn mấy tiếng. Hắn đứng dậy, nhét trả lại toàn bộ ngộ pháp đồ vào tay Tiểu Cúc. Nếu đã như vậy, ta không thể nhận số ngộ pháp đồ này. Tiểu Cúc ngạc nhiên, xin hỏi công tử, vì sao lại như vậy? Ninh Triết nghiêm túc nói, trước kia, ta nhận được sự hậu ái của Lâm Cô Nương, giúp đỡ ta rất nhiều, giúp ta nhanh chóng hòa nhập vào vạn dược môn, hòa nhập vào tiểu tranh phong. Ta luôn ghi nhớ ân tình này, khắc cốt ghi tâm, không dám quên, cũng mong sau này có cơ hội báo đáp. Ta thật không ngờ, Lâm Cô Nương lại phải trả giá lớn như vậy để giúp ta nghe nói nàng bị giam cầm ta rất lo lắng ngày nào cũng đến nguyên lai sơn nhưng đều bị người cản lại thư từ ta gửi đi chắc cũng không đến được tay nàng tiểu cúc gật đầu việc ninh triết gần như ngày nào cũng đến nguyên lai sơn còn gửi thư cho lâm sang sang nhưng đều bị lao đức chặn lại nàng đều biết ninh triết nói tiếp ta tự hỏi lòng mình nếu sớm biết lâm cô nương sẽ bị cấm túc vì giúp ta liệu ta có nhận sự giúp đỡ của nàng không ta hiểu rồi Tiểu Cúc khẽ kêu lên, nàng cứ tưởng Ninh Chuyết sẽ trả lời là có, không ngờ hắn lại khẳng định như vậy. Ninh Chuyết nhìn thẳng vào mắt Tiểu Cúc, bởi vì ta biết, Lâm cô nương giúp ta là xuất phát từ sự chân thành, tấm lòng như vậy, giống như vụ tú lan ta tặng nàng, là bảo vật vô giá giữa trời đất, đáng được trân trọng. Hãy thử hỏi, trên đời này có mấy ai mới quen biết đã thân thiết, trong thời gian ngắn ngủi đã hết lòng giúp đỡ người khác như vậy, nếu ta từ chối sự giúp đỡ của Lâm cô nương, chẳng khác nào đang thờ ơ nhìn bảo vật bị vứt bỏ. Đó là sự lãng phí của trời đất. Hôm nay nàng giúp ta, ngày sau ta sẽ báo đáp. Đó mới là biểu tượng của tình bạn, là cách trân trọng nhất đối với bảo vật nhân gian này, tiểu cúc há hốc mồm. Nàng không ngờ ninh chuyết lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhìn thiếu niên áo trắng trước mắt, nhìn đôi mắt trong veo của hắn, tiểu cúc có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành của hắn. Thì ra là vậy. Nàng đã bị thuyết phục nàng cũng mơ hồ hiểu được lý do tại sao ninh triết lại từ chối số ngộ pháp đồ này chỉ là tình bạn sao ninh triết nói tiếp ta không nhận số ngộ pháp đồ này vì chúng không phải xuất phát từ sự tương trợ của bằng hữu đó chỉ là một lời xin lỗi đúng là có ích với ta phần nào nhưng xét về tâm ý ta không coi trọng chúng ha ha với thiên tư xuất thân và tài năng như ta ninh triết này chẳng lẽ sau này lại khó khăn gì trong việc có được ngộ pháp đồ trên đời này sao các vị sư huynh vì bảo vệ sư muội mà hiểu lầm ta điều đó ta hoàn toàn có thể lý giải lý giải nhưng không có nghĩa là tha thứ ta sẽ dùng cách riêng của mình để đáp trả chuyện này nghe ninh chuyết nói vậy tiểu cúc vội vàng biện bạch vài câu muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ ninh chuyết mỉm cười lấy ra rất nhiều bằng chứng từ trong túi trữ vật đây là những gì ta điều tra được ngày hôm nay là bằng chứng cho việc các vị sư huynh của lâm cô nương đã ngấm ngầm phao tin đồn thất thiệt tiểu cúc cô nương, hãy mang số bằng chứng này đưa cho lệnh hồ đạo hữu. Nếu lâm cô nương đã biết chuyện, cũng xin hãy đưa cho nàng xem qua. Tiểu cúc mặt mày tái nhợt, thì ra ninh triết đã điều tra ra hết rồi. Đúng là con cháu thế gia, được dạy dỗ bài bản từ nhỏ. Về khoản này, ninh triết và tiểu thư thật giống nhau, tiểu cúc chỉ là một nha hoàng, không thể làm chủ được gì, cuối cùng đành phải mang theo số ngộ pháp đồ mượn nhưng chưa dùng đến và cả bằng chứng phạm tội vừa nhận, rời khỏi tiểu tranh phong dưới sự tiễn đưa của Ninh Chuyết. Thú vị, thật sự rất thú vị. Ninh Chuyết đi đi lại lại trong động phủ, càng nghĩ càng thấy hay ho. Tôn Linh đồng truyền âm từ trong vạn lý du long đang quấn trên eo hắn. Tiểu Chuyết, đây là bằng chứng ta mất rất nhiều công sức mới thu thập được, sao ngươi lại đưa chúng đi như vậy? Không sợ hãi, uy hiếp gì sao, hơn nữa, sao ngươi không nhận số ngộ pháp đồ hệ hỏa và hệ kim kia? Rõ ràng là thịt mở dân tận miệng rồi còn gì? ngươi không muốn lĩnh hội thì ta muốn đây ninh triết khẽ lắc đầu không trả lời mà hỏi ngược lại lão đại ngươi cảm thấy lệnh hồ tửu là người thế nào tôn linh đồng không chút do dự đáp theo như thông tin thu thập được người này là đại sư huynh của vạn dược môn thiên phú hơn người tài trí hơn người rất thích uống rượu rất có tiếng tăm trong môn phái nhưng tính tình phóng khoáng thường xuyên phạm lỗi bị lâm bất phàm giam cầm trong vạn yêu động ninh triết vậy lão đại ngươi đã tìm hiểu xem lệnh hồ tử thường phạm lỗi gì mà bị lâm bất phàm trách phạt chưa tôn linh đồng suy nghĩ một chút à đều là những chuyện nhỏ nhặt thôi nhưng ai bảo hắn là đại sư huynh thân phận đó phải làm gương cho kẻ khác cho nên việc lâm bất phàm trách phạt hắn cũng là hợp tình hợp lý ninh triết ừ một tiếng lệnh hồ tử thường xuyên bị giam cầm trách phạt nhưng danh tiếng trong vạn dược môn vẫn luôn đứng đầu mấy lần lâm sang sang gặp khó khăn kể cả lần này đều vô thức tìm đến vị đại sư huynh lệnh hồ tử này để nhờ giúp đỡ ta cảm thấy không chỉ lâm sang sang mà ngay cả lao đức và những người khác cũng đều nhìn lệnh hồ tử như vậy ban đầu dựa trên thông tin phân tích ta cứ nghĩ lệnh hồ tử là một lãng tử phóng khoáng bất cần đời nhưng giờ xem ra hắn không hề đơn giản ngươi nghĩ xem chúng ta vừa mới có được bằng chứng phạm tội không lâu hắn đã hành động như vậy nếu hắn biết chúng ta nắm giữ bằng chứng Chứng tỏ hắn nắm rõ tình hình bên ngoài Còn nếu hắn không biết Vừa nghe Tiểu Quốc nói đã có thể suy đoán ra toàn bộ sự việc Lập tức đưa ra hành động bù đắp Vậy chứng tỏ sự am hiểu và thấu suốt của hắn về lòng người Về công việc môn phái vẫn luôn rất cao minh Nói đến đây Ninh Chuyết mới trả lời câu hỏi trước đó của Tôn Linh Đồng Cho dù ta có nhận số ngộ pháp đồ kia hay không Thì uy lực của bằng chứng phạm tội trong tay chúng ta cũng đã giảm xuống mức thấp nhất Lá bài này coi như bỏ đi Bây giờ không đánh sau này sẽ chẳng còn cơ hội. Bây giờ đánh ra, biết đâu sau này còn có thể dùng lại, nghe xong lời giải thích, Tôn Linh đồng bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu rồi. Ngươi và lệnh hồ tử kia đang mượn chuyện này để so tài với nhau, không sai. Ninh Chuyết cực đầu, đáng tiếc, lúc ở sau núi Đại Tranh Phong, ta có thể giả vờ vô tình đi nhầm vào vạn yêu động để thăm hỏi lệnh hồ tử. Tiếc là lúc đó mục tiêu của chúng ta là lâm sang sang, không nghĩ đến chuyện phức tạp như vậy bây giờ ta đã rõ tình hình nếu còn cố tình xông vào vạn yêu động sẽ là bất kính với toàn bộ vạn dược môn thật muốn gặp mặt lệnh hồ tử một lần cũng giống như lệnh hồ tử rất muốn gặp ninh triết ninh triết lúc này cũng nảy sinh hứng thú mãnh liệt với lệnh hồ tử tôn linh đồng nhắc nhở tiểu triết bây giờ vẫn nên nghĩ cách ứng phó trước đã không có pháp thuật hệ kim hệ hỏa lần này ngươi định đối phó với hoa cô tử thế nào ninh triết mỉm cười lão đại yên tâm ta tự có chừng mực việc ninh chuyết từ chối nhận số ngộ pháp đồ không nhận lời xin lỗi này khiến lệnh hồ tử vô cùng kinh ngạc lâm sang sang sau khi nghe chuyện lại không còn lo lắng như vậy nữa điều này khiến tiểu cúc vô cùng bất ngờ lâm sang sang giải thích ta hiểu rõ con người ninh chuyết công tử hắn đã từ chối chắc chắn là có cách nắm chắc hiện tại ta rất mong chờ hắn có thể đánh bại hoa cô tử rất nhiều tu sĩ đều đang chờ đợi trận đấu này trận đấu diễn ra đúng hẹn. Tiểu tranh phong, diễn võ trường, hoa cô tử có thân hình nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng một mét rưỡi. Nàng để tóc ngắn, phần tóc trên đỉnh đầu đen nhánh, nửa phần tóc phía dưới lại có màu trắng pha tím. Khuôn mặt nàng thanh tú, hơi phúng phính như trẻ con, làn da trắng nõn miệng màng. Đôi mắt nàng lóe lên tia sáng màu tím, phát ra vẻ ma mị, nghe đồn nàng là con lai giữa người và yêu. Sống mũi nàng cao thẳng, đôi môi hồng nhượng nàng mặc váy đỏ trắng sen kẽ đi chân trần cả người lơ lửng trên không trung hiếm khi đáp xuống đất ninh tuyết đừng tưởng ngươi đẹp mặt là có thể kiêu ngạo vừa mở miệng hoa cô tử đã lên án ninh tuyết trước hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học nhớ đời ninh tuyết mỉm cười hoa đạo hữu ngươi cũng rất xinh đẹp còn tùy ý phóng khoáng hơn ta vậy nên theo như lời ngươi vừa nói người phải nhận bài học hôm nay là ngươi chứ hoa cô tử đứng hình bất động Hả? Nàng ta sững sờ nguyên tại chỗ, chớp chớp mắt liên tục, ngươi, nói chuyện thật dễ nghe. Ha ha, ngươi dễ dỗ dành như vậy, ta lại càng thêm phần hứng thú, ta muốn xé nát miệng ngươi. Lời vừa dứt, nàng ta lập tức thi triển pháp thuật. Một hành, thụ giới hàng lâm, pháp thuật hệ một quy lực cường đại được thi triển trong nháy mắt. Cây đại thụ che trời bỗng chốc mọc lên từ mặt đất, bao vây lấy ninh chuyết. Ngay sau đó, vô số dây leo, cành cây như mảng xà lao về phía Ninh Chuyết. Ninh Chuyết đang định thi triển pháp thuật phòng ngự, bỗng nhiên dừng lại. Giả, dạ, cái này cũng là giả, Ninh Chuyết bỗng nhiên nhận ra điều này, nghiến răng nghiến lợi lựa chọn không phòng ngự. Trận đấu của hai người có mời trọng tài. Trọng tài chưa tuyên bố bắt đầu, ai ra tay trước sẽ bị coi là phạm luật, trở thành kẻ thua cuộc. Quả nhiên, những dây leo kia sau khi cuốn lên người Ninh Chuyết, đều hóa thành hư ảnh trong suốt, tan biến trong không khí ngay sau đó đại thụ che trời cùng rừng cây rậm rạp cũng biến mất trước mắt ninh chuyết tầm nhìn của hắn trở lại bình thường hoa cô tử vẫn lơ lửng ở vị trí cũ không hề di chuyển hi hi nàng che miệng cười khúc khích tiếng cười như chim bồ câu nghe thật quái dị mà những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng ninh chuyết cuốn cùng thi triển phòng ngự đều không nhịn được phá lên cười huyễn thuật tiểu chuyết ngươi trúng huyễn thuật của người ta rồi tôn linh đồng cười hì hì trong vạn lý du long. ninh triết không có linh đồng như y lập tức trúng chiêu nhìn thấy ninh triết kinh ngạc tôn linh đồng có chút hả hê như thể trở lại thời điểm còn đang dạy dỗ ninh triết ninh triết lộ vẻ mặt nghiêm túc Khuyển thuật của hoa đạo hữu quả nhiên lợi hại hơn ta tưởng tượng ta xin lĩnh giáo hoa cô tử nhìn trầm chằm ninh triết cười nham hiểm yên tâm tiểu tử chỉ mới lĩnh giáo như vậy thì chưa đủ đâu tiếp theo ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của hoa thơm đấy. Trận đấu bắt đầu, một hành, căng đằng triền nhiễu, một hành, hoa hương mê tung, ninh Tuyết giành tiên cơ. Dây leo chui ra từ dưới đất, như cá sấu ẩn nấp dưới đáy nước, bất ngờ lao lên đớp mồi. Nhưng lại, cắn, vào khoảng không, thân ảnh hoa cô tử đã biến mất, chỉ còn lại chút cánh hoa và hương thơm thoang thoảng. Không thấy nàng ta đâu. Ninh Tuyết thăm dò xung quanh nhưng không có kết quả, rơi vào thế bị động. Hắn vội vàng tung ra cơ quan phù du thủ, không ngừng thi triển các loại pháp thuật ngũ hành, tấn công điên cuồng về mọi hướng, trên trời dưới đất. Chỉ cần hoa cô tử đến gần, chúng phải công kích, rất có thể sẽ để lộ thân hình. Ninh Chuyết lấy công làm thủ, nhìn thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất đã rơi vào thế hạ phong. Hắn đương nhiên hiểu rõ tình hình hiện tại, cho nên vừa điều khiển cơ quan phù du thủ, vừa tập trung tinh thần, giúp toàn lực ấp ủ pháp thuộc thủ giới hàng lâm, Điều nằm ngoài dự đoán của Ninh Chuyết là, trong lúc hắn đang ấp ủ pháp thuật, hoa cô tử vẫn không hề xuất hiện. Một hành, thủ giới hàng lâm, ngay sau đó, cảnh tượng mà Ninh Chuyết nhìn thấy lúc trúng huyễn thuật lại tái diễn. Vô số cây cối mọc lên từ mặt đất, tạo thành khu rừng bao phủ toàn bộ chiến trường. Vô số dây leo, cành cây không ngừng lay động, quấn chặt, muốn, quét, cho bằng được hoa cô tử. Lần này, hoa cô tử lại chủ động hiện thân. Nàng lơ lửng trên cao, cao hơn cả những tán cây nàng vừa xuất hiện vô số dây leo như đàn rắn cùng lao về phía nàng khí thế kinh người hoa cô tử trước tình hình nguy cấp vẫn thản nhiên nở nụ cười đắc ý ta chờ ngươi chiêu này lâu lắm rồi một hành đoạt mệnh hoa khai ngay lập tức trên dây leo cành cây mọc ra vô số nụ hoa chỉ trong nháy mắt những nụ hoa này đã nở bung dây leo cành cây bị cướp đi pháp lực trong khoảnh khắc bị khô héo còn những đóa hoa thì thoát khỏi dây leo, bay lượn khắp trời. Một hành, tàn lụi hoa vũ. Như một cơn mưa lớn trút xuống, bao phủ toàn bộ khu rừng. Cây cổ thụ cao chọc trời lần lượt khô héo, gãy đổ. Càng ngày càng nhiều nụ hoa mọc ra trên những cây đại thụ, sau đó cướp đi pháp lực, sinh mệnh của chúng, nở rộ rực rỡ. Hoa cô tử cười lớn đắc ý, "Đấu pháp thuộc hệ một với ta. Ta chính là tổ tông của ngươi đấy, chịu thua đi." hoa cô tử thốt lên, toàn thân pháp lực hao tổn nghiêm trọng. Một hành, hoa hải triều tịch, vô số cánh hoa hội tụ thành một cơn sóng lớn, cuồn cuộn cuốn tràn khắp chiến trường, nhắm thẳng ninh chuyết ập tới. Ninh chuyết thần sắc nghiêm nghị, song trưởng đẩy ra. Một hành, tùng đào thúy lãng, pháp lực một hành tuôn trào, ngưng tụ thành một dòng thác lục quan khổng lồ, nên đón cơn sóng hoa hồng hoa hải triều tịch. ầm ầm hai luồng sóng lớn va chạm, sóng sau xô so sóng trước, cuồn cuộn không dứt, khí thế kinh thiên động địa, khiến toàn bộ chiến trường rung chuyển, lay động tâm ca người xem. Thế nhưng, thế rằng co không kéo dài bao lâu, biển hoa hồng triều dân dần lấn át dòng thác lục sắc, từng lớp từng lớp đẩy chiến tuyến về phía ninh triết. Tình thế trên chiến trường đã rõ ràng. Người xem xôn xao bàn tán. Ninh triết bị áp chế rồi, hắn tu luyện hẳn là một loại ngũ hành pháp thuật nào đó, chỉ dùng một hành công kích, không thể phát huy chiến lực thực sự. Công pháp của hắn tương đối huyền diệu, có thể tự do chuyển hóa ngũ hành pháp lực, lại tương sinh lẫn nhau, có thể tăng phúc gấp đôi. Công pháp ưu tú như vậy, nên chuyển hóa thành hỏa hành, kim hành để đối chiến mới phải. Người trẻ tuổi mà, chính là khí thịnh, muốn dùng một hành đối kháng một hành của hoa cô tử, canh đua cao thấp cũng dễ hiểu, ha ha. Ninh triết thần sắc vẫn nghiêm nghị. Một hành của hắn, bất quá mới đạt tam bản phủ, xem như dựa vào ngộ pháp đồ để tốc thành hắn lựa chọn chiến thuật như vậy, không phải muốn cùng hoa cô tử phân cao thấp về một hành, mà là muốn thông qua thực chiến, nghiệm chứng thực lực bản thân. Hoa cô tử chủ tu công pháp một hành, xem đây là thủ đoạn chủ yếu, chiến lực trong tiểu tranh phong thuộc tốt 10. Ninh Chuyết rất rõ ràng, bản thân bỏ ra thời gian, tinh lực tu luyện một hành đều kém xa hoa cô tử, muốn dựa vào điểm này để chiến thắng nàng là điều rất khó khăn. Hắn chưa từng xem thường anh kiệt thiên hạ, chỉ là muốn liều mạng một phen, xem xem thực lực của mình trước mặt một tu sĩ một hành uy tín lâu năm như hoa cô tử rốt cuộc ra sao hoa cô tử đang nhắm vào chiến thuật của ta dùng diệu kế dĩ dật đãi lao ứng phó với chiến thuật đoạt công của ta pháp lực một hành của ta phần lớn đã bị nàng ăn mòn hấp thu chuyển hóa cổ vũ cho chiến lực của nàng học được cảnh giới pháp thuật một hành của nàng hoàn toàn áp đảo ta cho nên mới có thể dùng một hành để phản chế một hành chiến thuật dĩ dật đãi lao này cũng phải có tiền đề ninh chuyết không hề bối rối hắn nhìn hoa hải triều tịch ép sát trước mặt cách chưa đầy năm bước lúc này mới tung ra cơ quan quyền cước cơ quan quyền cước đều được chế tạo từ vật liệu trúc cơ cấp bậc bản thân đã có thể chống đỡ hoa hải triều tịch hơn nữa trên người chúng còn được bố trí pháp trận phòng ngự phù lục khiến chúng trở nên kiên cố cường hãn chúng xoay quanh ninh chuyết sau một vòng đồng loạt xuất kích các loại chiêu thức quyền cước thi triển, quanh kích lên hoa hải triều tịch, tạo ra vô số lỗ hổng. Ninh Chuyết không ngừng nỗ lực, sử dụng 20 cơ quan quyền cước, đánh tan cơn sóng hồng phấn. Cơ quan thuật Đám đông kinh ngạc Bọn họ vốn tưởng rằng Ninh Chuyết sẽ dùng ngũ hành pháp thuật để đối chiến. Kết quả, Ninh Chuyết lại đột nhiên tung ra cơ quan thuật, hơn nửa trình độ thành thạo vượt xa người thường. Đi Ninh Chuyết sau khi dùng cơ quan quyền cước giải vây, lập tức di chuyển ngón tay điều khiển huyền ti đề tuyến chỉ huy cơ quan quyền cước tiến quân thần tốc nhắm thẳng hoa cô tử hoa cô tử lộ ra nụ cười tàn nhẫn hít sâu một hơi thi triển pháp thuật một hành kinh cước hoa tường ca nhọn lan tràn chỉ trong nháy mắt đã hình thành mấy bức tường hoa chắn trước mặt hoa cô tử ninh chuyết tiến lên đồng thời điều khiển cơ quan quyền cước thi triển võ kỹ võ kỹ khổ nan thân võ kỹ sương đóng quyền võ kỹ lão hàng thối, cơ quan quyền cước hung hãn lao tới, phong cách chiến đấu giống hệt hàng châu, cực kỳ bá đạo, không để ý bản thân, hung hăng đâm thẳng vào kinh cước hoa tường. Nếu là huyết nhục chi khu, hành động như vậy nhất định sẽ khiến bản thân da tróc thịt bong, máu chảy đầm đìa. Kinh cước hoa tường công thủ vẹn toàn, rất có dịu dụng. Nhưng những cơ quan tạo vật này không phải nhục thân, cũng không phải tu sĩ, nên truyết ra lệnh, chúng liều chết xông lên. Khổ hàng khí bùng nổ từng bức tường hoa gai góc bị phá vỡ, gai nhọn, hoa tươi đều bị đóng băng bởi khổ hàng. Không chỉ vậy, do được gia trì khổ nan thân, những cơ quan tạo vật này sau khi bị thương, tốc độ càng lúc càng nhanh, thế công càng thêm mãnh liệt, phòng ngự càng thêm xuất chúng. Hoa cô tử biến sắc, vừa lui nhanh, vừa thi triển thuật pháp. Một hành, tử hoa liệt diễm, pháp lực một hành phun trào, ngưng tụ thành mấy đóa tử hoa to bằng cái mâm trên không trung. Tử hoa nở rộ, cánh hoa xoay tròn như cối xay gió, từ nhụy hoa phun ra một luồng hỏa diễm. Ngọn lửa màu tím mang theo sắc hồng, thiêu đốt trên cây cối, hoa cỏ do một hành sinh ra không hề hứng gì, nhưng khi rơi xuống cơ quan tạo vật, lại bám riết không thôi, thiêu đốt không ngừng. Võ kỹ, đảo khổ thủy, Ninh Chuyết ngày đêm đối luyện với Hàng Châu, lại hấp thu khổ hàng pháp lực luyện chế khổ thủy, am hiểu rất nhiều loại võ kỹ. Lúc này, hắn điều khiển cơ quan nắm đấm từ xa, biến hóa thủ hình, tạo thành tư thế túy quyền, đánh ra võ kỹ về phía những cơ quan quyền cước khác. Trong chớp mắt, khổ hàng chi khí ngưng tụ, hóa thành từng nắm khổ thủy, tưới lên những cơ quan quyền cước xung quanh, dập tắt tử diễm. Cơ quan quyền cước hỗ trợ lẫn nhau, không chỉ giải quyết được ngọn lửa màu tím, mà còn được khổ thủy gia trì, càng làm tăng thêm uy lực của võ kỹ khổ nan thân. Bành bành bành, tốc độ của từng cơ quan quyền cước tăng vọt, ban đầu như chim bay, giờ đây lại tựa như đạn pháo cơ quan quyền cước lao tới trước mặt hoa cô tử một hành hương hoa mê tung hoa cô tử thấy tốc độ của mình không thể nào sánh bằng không thể lợi dụng di chuyển để câu giờ đành phải thi triển pháp thuật biến mất tại chỗ chỉ để lại một luồng hương thơm thoang thoảng tung tích mập mờ phanh 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 cơ quan quyền cước nện xuống chỗ hoa cô tử vừa biến mất quanh kích đến gạch đá vỡ vụn bắn tung tóe bụi mù cuồn cuộn mặt đất rung chuyển không ngừng người xem im lặng không ai ngờ cục diện chiến trường lại xoay chuyển nhanh như vậy ninh triết vừa tung ra những cơ quan quyền cước này đã lập tức nghịch chuyển tình thế hiện tại hắn đang chiếm thế chủ động ép hoa cô tử phải chạy trốn khắp nơi hắn không phải tu luyện ngũ hành pháp thuật sao sao lại am hiểu cả cơ quan thuật như vậy không ta cảm thấy thủ đoạn điều khiển cơ quan của hắn còn thành thạo lão luyện hơn cả lúc thi triển pháp thuật một hành vô số ánh mắt đổ dồn vào ninh triết nhiều người lộ ra thần tình phức tạp Ninh Triết chỉ mới 16 tuổi. Tuổi còn trẻ như vậy, đã nắm giữ thủ giới hàng Lâm cùng nhiều loại pháp thuật một hành khác, đã là vô cùng hiếm thấy. Mọi người đều cho rằng đó là phần chủ yếu trong chiến lược của Ninh Triết. Kết quả trong trận này, Ninh Triết lại thể hiện cơ quan quyền cước, cùng với thủ pháp điều khiển thành thạo, tự nhiên đến mức khó tin mọi người phát hiện, Ninh Triết dường như còn che giấu rất nhiều điều, khiến người ta cảm thấy thâm sâu khó lường. Hoa cô tử bị ép chạy trốn khắp nơi. Diễn võ trường rộng lớn là vậy, nhưng tốc độ cơ quan quyền cước lại cực nhanh, cho dù hoa cô tử có thể thi triển thuật dịch chuyển ngắn, nhưng rất nhanh sau đó đã bị đuổi kịp. Ninh Chuyết Đừng được nước lớn tới Hoa cô tử hét lên Trong lòng nàng biết tình thế hiện tại rất bất lợi cho mình, nếu không thi triển ác chủ bài, e rằng sẽ thật sự thất bại. Một hành, hoa hoa thế giới, trong nháy mắt, tầm nhìn của Ninh Chuyết đột ngột thay đổi, diễn võ trường biến mất, hắn phát hiện mình đang ở trong một thế giới muôn hoa đua nở được tạo thành từ vô số đóa hoa huyễn thuật ninh triết thầm hiểu trong cơ quan du long tôn linh đồng cũng trở nên căng thẳng hai mắt lóe sáng xuyên thủng lớp mị trang nhìn thấy hoa cô tử đang lao về phía ninh triết tiểu triết tôn linh đồng lo lắng chuẩn bị ra tay một khi ninh triết gặp nguy hiểm y sẽ lập tức điều khiển cơ quan du long bảo vệ cho ninh triết nhưng ngay sau đó trên cơ quan quyền cước đột nhiên hiện ra phật quan từng tia phật quan như bàn tay vô hình dễ dàng xé toạc hoa hoa thế giới hoa cô tử kinh hải tột độ cảm thấy từng luồng thần thức mạnh mẽ đến đáng sợ kiên cố cường hãn vô cùng như thể những cây gậy kim cương khổng lồ trực tiếp giáng xuống thần hải của nàng sao có thể có thần thức mạnh mẽ như vậy a à, hoa cô tử đang định lao tới chỗ ninh triết đột nhiên thất khiếu phun máu bị thương nặng hóa ra pháp thuật hoa hoa thế giới của nàng cần phải toàn tâm toàn ý điều động tinh thần thông qua bao phủ thần thức che giấu ngũ giác và thần thức của mục tiêu thế nhưng thần thức của ninh truyết trong nháy mắt lại tăng cường quá nhiều cũng giống như nước có thể dập lửa nhưng một chén nước đối với ngọn lửa ngùn ngụt không những không có tác dụng mà còn bị thiêu đốt đến bốc hơi thử lúc này tôn linh đồng cũng trợn mắt mừng rỡ không thôi y không ngờ ninh chuyết lại có thủ đoạn lợi hại như vậy chuyện gì đã xảy ra y lập tức dùng vạn lý du Long điều tra ngay lập tức phát hiện hai mươi cơ quan quyền cước do ninh chuyết điều khiển đều đang một phát ra xung kích thần thức mãnh liệt a à, kim cương kính tôn linh đồng bừng tỉnh y từng so đấu thần thức với ninh chuyết tại sơn thôn vụ ẩn sơn biết rõ thần thức của kính đài thông linh quyết cần phải phối hợp với ngoại vật mới có thể sinh ra biến hóa sau đó khi rời khỏi vụ ẩn sơn đến vạn dược cốc ninh triết đã chế tạo pháp khí kim cương kính tôn linh đồng cũng biết chuyện này vậy ra trong những cơ quan quyền cước này đều cất giấu một mặt kim cương kính tôn linh đồng cảm thấy thật tài tình những kim cương kính này có thể tiếp nhận thần thức của ninh triết chuyển hóa rồi khuếch tán ra ngoài thần thức kính đài thông linh của ninh triết sau khi được những tấm gương pháp khí này chuyển hóa liền trở nên cực kỳ kiên cố cường hãn trực tiếp phá vỡ hoa hoa thế giới của hoa cô tử chủ yếu là dùng uy thế áp đảo lấy mạnh hiếp yếu thần thức hoa cô tử bị trọng thương thần hải dậy sóng hoa mắt chóng mặt suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ kinh nghiệm chiến đấu phong phú giúp nàng nhanh chóng chuyển từ thế công sang phòng thủ điên cuồng lùi về phía sau ninh triết không vội vàng đuổi theo chậm rãi bước tới một lần nữa khống chế dây leo cuốn quanh hoa cô tử lấy ra từng cây linh thảo từ trong những trữ vật cho vào miệng nhai nuốt nhanh chóng khôi phục trạng thái. Điều này khiến Ninh Chuyết nhớ đến tin tức liên quan đến nàng, hoa cô tử không chỉ giỏi về chiến đấu, mà còn là một linh trù, tinh thông trù nghệ trong trăm nghề tu chân. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.